em đừng gào lên nữa, anh gọi là được. Lương Tiểu Hải bị ẩm ý không có biện pháp. Chỉ có thể móc điện thoại ra gọi cho Trần Hán Thăng. Thật ra anh ta cũng mượn cơ hội ôm ý nghĩ làm hòa, cho nên điện thoại vừa kết nối. Lương Tiểu Hải lập tức nói, Hán Thăng, bây giờ chú còn thiếu tiền không? Trong tay anh còn có 10.000 tệ. Tạm thời có thể cho chú mượn, không cần, anh họ, Trần Hán Thăng từ chối. Có chuyện gì không? Lương Tiểu Hải nghe được từ anh họ, trong lòng anh ta dâng lên một dòng nước ấm. Rốt cuộc là thân thích huyết mạch tương thông, có chuyện gì nói không được chứ, vì thế, anh ta lại nhắc tới tình huống Đường Bình bị chủ nhiệm phân xưởng làm khó dễ. Đổi vị trí đúng không? Trần Hán Thăng thuận miệng đáp ứng, tôi hỏi trước, nếu có thể sẽ giúp anh làm, thế nào rồi? Đường Bình ven mái tóc vàng giống như đống rơm, có chút chờ mong hỏi. Lương Tiểu Hải dường như không thể tin được, ý của Hán Thăng, dường như cậu ấy đã đồng ý rồi. Em đã nói rồi, Đường Bình bĩu môi, có đôi khi ra mặt phải dày một chút, như vậy chỗ tốt mới là của mình. Lương Tiểu Hải không nói gì, anh ta tương đối hiểu rõ thằng em họ này, Trần Hán Thăng không phải là một người tốt lấy đức báo oán. Quả nhiên, hơn 8 giờ tối, Trần Hán Thăng đang ở ký túc xá nhận được một cuộc điện thoại. Hán Thăng, chú có phải nhầm lẫn hay không? Lương Tiểu Hải sắp bị gấp gáp khóc, anh bảo chú đổi lại vị trí, không phải giường. Sao chú lại đổi đường bình sang ký túc xá hỗn hợp nam nữ, vị trí giường hả? Trần Hán Thăng hỏi qua điện thoại. Không phải là vị trí sao? Chẳng lẽ vừa rồi anh đã nói nhầm, anh không có. Lương Tiểu Hải định nói cho rõ ràng, nhưng khi con người đang ở trong tình thế nguy cấp, luôn có một khoảnh khắc xuất thần đây có thể gọi là phúc từ tâm hồn đầu óc đột nhiên phản ứng nhanh nhẹn đúng vậy anh vô tình nói nhầm thực ra là chuyên vị trí việc làm anh nói thành chuyển giường lương tiểu hải lập tức nói ồ vậy thì em hiểu rồi trần hán thăng thoải mái trả lời như lãnh đạo bộ phận hậu cần tôi nay đã nghỉ ngơi vì vậy không tiện làm phiền ngày mai cũng được cảm ơn hán thăng lương tiểu hải nhìn thời gian trên màn hình điện thoại di động mới tám giờ mười phút ai lại đi nghỉ sớm như vậy tuy nhiên trần hán thăng nói rằng những người khác đã nghỉ ngơi điều đó có nghĩa là họ đã nghỉ ngơi sau khi cúp điện thoại lương tiểu hải ngẩn người nhớ lại hai ba câu ngắn ngủi vừa rồi lòng bàn tay không hiểu sao lại ra mồ hôi anh ấy hiểu rõ là mình không nói sai hơn nữa vị trí giường và vị trí việc làm ý nghĩa khác nhau lớn như vậy trần hán thăng làm sao có thể không hiểu chứ sự việc tối nay có lẽ là một lời cảnh báo đến từ người em họ thật vô dụng một việc nhỏ cũng không làm tốt đường bình không nghi ngờ gì vì lương tiểu hải đã chủ động thừa nhận điều đó nên nhận định là anh ấy đã đưa ra yêu cầu sai cô ấy nhìn ký túc xá bẩn thỉu mà nam nữ cùng ở xen lẫn mùi chua sực mũi kém xa so với môi trường ký túc xá của hai vợ chồng không sao nhẫn nhịn một đêm là xong lương tiểu hải tự an ủi mình sáng hôm sau khi đường bình đi làm cô bất ngờ nhận được thông báo rằng cô sẽ chính thức được chuyển đến một xưởng khác bắt đầu từ ngày hôm nay trong bữa trưa đường bình hào hứng chia sẻ tin vui với lương tiêu hải tên khốn tôn á quang kia sẽ không bao giờ có thể làm khó em được nữa những lời của em họ anh thật sự có ích lương tiểu hải mỉm cười theo thầm nghĩ trong lòng nếu tối qua anh ta khăng khăng cãi nhau với Trần Hán Thăng, Đường Bình có thể sẽ không thể thay đổi vị trí công việc và sẽ phải sống trong ký túc xá mà nam nữ cùng ở. Thật lợi hại, cậu ấy chỉ mới 20 tuổi, Lương Tiểu Hải đột nhiên có chút sợ hãi với thủ đoạn của người em họ này, Trần Hán Thăng còn nắm bắt việc thưởng phạt một cách thuần thục. Cái gì lợi hại vậy? Đường Bình hỏi. Không có gì, Lương Tiểu Hải chuyển chủ đề và nói, sinh nhật của Hán Thăng vào ngày 11 tháng 11 dương lịch năm nay, không biết cô ba và chú ba có sắp xếp tổ chức hay không. Ủa? Cậu ấy còn là cung bọ cạp Nghe nói cung hoàng đạo này đặc biệt gian manh, tính ăn thua rất lớn, Đường Bình kết thúc câu chuyện phiếm và nói: "Tốt nhất là đừng tổ chức, nếu không chúng ta còn phải tặng tiền quà, thấy bạn gái lúc này còn tính toán nịnh bợ." Lương Tiểu Hải nhíu mày, bất mãn trong lòng giống như bông tuyết âm thầm phủ thêm một lớp, tất nhiên, Trần Hán Thăng sẽ không tổ chức tiệc mừng sinh nhật tuổi 20 của mình, nếu có thời gian thả chơi thêm hai ván game còn hơn. Lương Mỹ Quyên vô cùng tức giận: "Con có biết trước đây mẹ và cha con đã tặng bao nhiêu tiền quà không? Con nói không làm, vậy chỗ tiền đó chúng ta làm sao lấy lại được?" dù sao con cũng không muốn làm quá phiền phức trần hán thăng cười nói tại sao mẹ không tìm lý do gì đó chẳng hạn như mua rau giảm giá hoặc khi ra ngoài bỗng nhặt được năm tệ làm bữa tiệc mừng lấy tiền sẽ không quá phiền phức gì lương mỹ quyên xỉ một tiếng và nói đúng là không coi trọng thể diện của mẹ và cha con ra gì con về nhà ăn cơm trong hai ngày nghỉ công việc kinh doanh của người ta bị phá sản khóc lóc còn cầu cứu gia đình mẹ và cha con đều đã chuẩn bị sẵn tiền kết quả là người con trai là con dường như đã quên rằng mình vẫn còn có cha mẹ hì hì có thể về nhà ăn cơm trần hán thăng thấy bản thân đã không về nhà một thời gian vì vậy gật đầu đồng ý cụ lương mỹ quyên lại háng giọng này tiểu thẩm có thể trở lại cảng thành không mẹ không chỉ nhớ mỗi con bé tiểu ngư nhi bình thường có thể gặp thường xuyên hơn nữa tiểu thẩm đã đan rất nhiều áo len và găng tay cho mẹ vì vậy mẹ phải nói lời cảm ơn trước mặt con bé chứ đừng mơ nữa trần hán thăng cự tuyệt tiểu ngư nhi nhớ rõ sinh nhật của con cô ấy nhất định sẽ cùng con về nhà mẹ không muốn sinh nhật của con biến thành ngày rỗ đúng không không nói được thì câm miệng lương mỹ quyên lại cảm thấy lồng ngực như thất lại mỗi lần gọi cho trần hán thăng bà ấy đều muốn đập điện thoại khi mới nói được vài lời không sao con cúp máy đây tuần này về nhà mua cái gì ngon cho con ăn trần hán thăng đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn tiểu thẩm không về sau sinh nhật mẹ sẽ tự mình đi kiến nghiệp nói trước cho con biết đấy lương mỹ quyên cảnh báo nếu để mẹ phát hiện ra con trêu chọc các cô gái ở khắp nơi mẹ sẽ cho con biết tay đồ chết tiệt cúp điện thoại nhanh thế chấp này đến đây là kết thúc Mọi người hãy truy cập vào mêchuyenquyquy.net để xem video chấp mới nhất trước Youtube 3 ngày nhé! Mê Chuyện Quy Quy – Review Chuyện Đỉnh Cao